Alo, xin chào anh em. Chúc anh em thắng lớn anh em nhé. Và hôm nay mình tiếp tục mình sẽ vào bun bun để xem nay là có kiếm được cái gì không. Và chia sẻ cho anh em đôi chút xem là cái số mình hôm nay thế nào anh em ạ. Thì hôm qua mình rút còn lại 4 triệu thì hôm nay thì mình sẽ vào cố gắng kiếm được tầm là 8M anh em ạ. Để xem coi xem như thế nào anh em nhé. Super bun bun, bạn nào mà chưa biết về con game bun bun này và con game bài Cahuin này thì để ý bên dưới phần mô tả bình luận mình có để cái link tải game nhé. Và mình chỉ tiêu những anh em nào mà đang chơi, mà nếu mà đang mới biết con game bài đổi thưởng Cahuin hay những tựa game tài xỉu như nào thì mình khuyên tốt nhất là anh em lên bỏ nhé, lên bỏ. Và nếu mà trường hợp mà anh em không thể nào bỏ được mà chơi nó đang bị gãy thì mình có những cái phương thức anh em có thể là ăn non. Và anh em hãy nhớ khi mà anh em áp dụng theo công thức của mình thì phải nhớ là tuân thủ nghiêm ngặt, và mình đặt ra cái chỉ số tiền thắng của mình là bao nhiêu là mình dừng nhá anh em nhá, chứ không nên tham lam là cái gì. Và khi mà anh em vào bun bun thì anh em hãy nhớ là vào cái phòng là x10 này anh em nhá, được thì nó được luôn mà không được thì nó sẽ không được luôn, và chơi phải biết đợi chờ. Và mình khuyên anh em là chơi cái này là lên ăn non là chính. Và chỉ tiêu hôm nay mình đặt ra nếu mà được thì là x2 số tiền của mình đó anh em ạ. Thì đầu tiên là mình vào thì mình nhìn xem là cái bun kinh này nó là mấy điểm anh em ạ. Đó, nếu mà tầm 8, 7, 8, 9 hoặc 10 thì mình cầu sau thì mình sẽ vào anh em nhé. Rồi ok, cùng qua kết quả nè. Bài lẻ này, đó, bài lẻ à, bun 6, bun 2 à. Thế thì mình dạy dừng tay anh em ạ. Cách chơi bun bun thì của mình rất đơn giản thôi. Mình sẽ vào tất cả 1, 2, 3, 4, tất cả là 4 ô anh em nhé. Và 4 ô này, mỗi ô mình sẽ đi đều tiền bằng nhau và mình sẽ so điểm với bên bun kinh này đó. Nếu mà thắng được thì mình thắng tất cả, còn không là mình thua tất cả anh em nhé. Rồi kết quả nào, bun 3 này, ok. Bài sau thì anh em có thể thấy là hiện tại là bây giờ là 3 lần lẻ rồi và con bài này rất chi là bé điểm anh em ạ. Thế nên là mình sẽ đi với khoảng tầm là 50k nha anh em nhé. Rồi ok. Còn nếu mà trường hợp nào anh em nào mới biết chơi game bài đổi thưởng, mình tốt nhất là anh em khuyên là lên bỏ đi. Mình thực sự là mình mất quá nhiều đây, giờ mình không bỏ được, nó ngấm hẳn vào máu rồi. Thì mình đành phải chịu thôi anh em ạ. Nhưng mà mình sẽ có một cách chơi làm sao cho nó ổn định anh em ạ. Đó, như lần này là mình kiếm được một chút này, 4 triệu của mình lên bao nhiêu? Lên khoảng tầm là 724 anh em ạ. Đó, 724 là mình vào một tay, là mình lãi khoảng tầm là 724.000. Thế nên là mình khi mình thắng mà bên bun kinh này nó chỉ được khoảng tầm là bun bài lẻ hoặc là bun 1, bun 2, bun 3 thì tốt nhất là mình lên nghỉ đợi ván sau thì mình vào. Đó, bài lẻ tiếp mình lại phải nhường bun tiếp một ván nữa anh em ạ. Đó, vì hiện tại bây giờ là bun kinh họ đang thua quá nhiều rồi, tỷ lệ nếu mà anh em vào đó thì anh em sẽ tỷ lệ rất chi là anh em thua anh em nhé. Thế nên là anh em chơi cái này phải biết đợi chờ anh em ạ. Đó, tất nhiên là có thể là anh em nào ham thì anh em vào, tất nhiên là nó cũng được thôi. Nhưng anh em có thể thấy là nếu mà mình vào thì mình thắng khoảng tầm 2 tay liền anh em ạ. Nhưng mình tại sao mình không vào? Cái lý do chính là mình muốn làm sao anh em khi mà anh em sẽ biết xem cái video của mình, hướng dẫn của mình, làm sao anh em có thể là lên từ từ, lai lên một tí, mai lên một tí, ngày kia lên một tí. Đó, chứ không phải anh em đùng một phát đấy các chơi ok anh em vào dập cho một phát lên tầm này, sau ngày mai các bạn anh em lại tụt hẳn xuống tầm này, đó nó thua. Đó, anh em phải hiểu là tất nhiên là anh em chơi theo cái cách của mình thì gặp hôm ok anh em lên rất nhiều đúng không, nhưng mà gặp hôm xuống thì anh em lại gãy anh em nhá. Đó, và khi mà nó ra bun 7 rồi thì mình sẽ tiếp tục mình vào anh em ạ. Đó, chơi làm sao cho nó đều tay, căn ke bun kinh họ thắng tầm 1 đến 2 lần là mình bắt đầu đảo cầu mình vào. Đó, như cầu này này mình thua 3 lần anh em ạ. Đó, mình thua 3 lần mất 1M2, chấp nhận anh em ạ. Đó, thế nên là anh em phải chơi này phải biết chờ đợi, chứ không phải là tay nào mà cũng vào đâu anh em nhé. Tay nào vào cũng là toang anh em ạ. Như mình hiện thấy là bên là bun 6 về tầm 2 lần rồi, 2 lần là bun kinh bên này phải đang thắng rồi, nên là mình có thể là mình vào tay này được là hợp lý anh em. Đó, rất chi là ok, mình gỡ lại nhanh không mà anh em, nếu mà anh em hiểu cách chơi rồi thì dễ lắm anh em ạ. Rồi lại lên 4.1 triệu rồi. Đó, thì tay này vẫn tiếp tục anh em ạ, vẫn tiếp tục với 450k thôi. Và anh em hãy lên nhớ là
phòng mình vào là phòng x10. Đó, được thì là mình được x10, còn thua là mình thua x10. Thế nên là anh em hãy nhớ cho mình nhá. Đó, còn phòng kia là phòng x5, phòng x5 thì mình không chơi. Đó, lần này 45 này. Đó, tính ra là bài này vẫn cứ thắng, vẫn cứ thắng anh em ạ. Đó, lên 4.972.000. Và bên này 45, bốn khi mà 45 rồi, mình vẫn tiếp tục mình vào anh em nhé. 45 vẫn tiếp tục vào. Khi nào mà 47, 48, 49, ok. Đó, thì mình phải dừng lại một tay, 1 đến 2 tay. Đó, chứ anh em đừng vào 1, 2 ô làm gì. Mình nghĩ không, tốt nhất là không nên vào 1, 2 ô. 1, 2 ô thì nó không ăn thua gì đâu anh em ạ. Đấy, ví dụ nếu mà anh em vào ô bên này. Đó, nếu mà anh em vào ô bên này hoặc ô bên này. Đó, mình thấy anh em nhờ anh em vào tỷ lệ là ô bên này với hai ô cuối, đầu với cuối này. Đó, thì tỷ lệ thắng cũng cao, nhưng mà nó thật ra nếu mà chơi thì anh em phải vào và tất cả 4 ô được thì là được hết. Đó, nếu không là chơi kiểu lẻ lẻ kia, nhiều khi là mình chơi nó bị sót, mình tiếc ấy. Đó, ok cho anh em. Hiện tại bây giờ là bun kinh họ đang thua khá nhiều anh em ạ. Mình đang nghĩ nếu mà cầu này mà bun kinh họ thắng ấy, thì họ thắng tầm là 2 tay đổ lên, ít là 2 tay đổ lên. Thế nên là chơi cái bun solo này, đó thì anh em cứ phải bình tĩnh, thì cứ từ từ tà tà anh em đi thôi, thì mình có thể là mình kiếm được đôi chút đấy. Như mình là kiếm khoảng tầm là 1.596.000 đó. Không phải cầu nào anh em cũng vào, anh em hãy nhớ nhá, chơi cái bun casino này thì không phải cầu nào cũng vào, cứ từ từ cứ tắc thôi, anh em phải tập thói quen như thế đó. Có nhiều bạn sẽ hỏi là em cũng như anh, em cũng ngồi đợi, em cũng căn làm sao cho nó bun họ thắng tầm một lần là vào. Thì mình đã bảo tại sao không đợi tầm là 2-3 lần đi. Đó, nó không bao giờ nó thắng được nhất anh em ạ. Đó, giả dụ nó thua tầm là thua, như anh em có thể thấy hiện tại là thua 4 tay rồi, 4 tay liên tiếp rồi, thì khả năng tay thứ 5 là bun này nó sẽ ra. Đó, thì anh em phải đợi 1 đến 2 tay nó thắng cho nó trả lại vòng cầu đi, thì bắt đầu là anh em vô, là lúc đó anh em có thể lượm lúa. Đấy, như lần này ra 47 này. Đấy anh em thấy không, 47 gần như là thua hết, có mỗi nhà này là thắng nhá. Và anh em hãy nhớ cho mình cái quan điểm là khi mà ví dụ hai bên bằng điểm nhau thì auto là bên mình vào tiền là anh em mình sẽ thắng nhá. Và tay này thì mình cũng vẫn tiếp tục là mình ngồi đợi. Đó, chơi này ngồi đợi, chơi cái này là phải ngồi đợi hạnh phúc anh em ạ. Anh em gấp gáp là anh em chỉ có ra đảo thôi, mình nói thật với anh em như thế. Rồi coi này, kết quả nào, bài lẻ này, nhường một lần nữa đi anh em ạ, nhường một lần nữa đi. Đó, nhường một lần nữa đi, bài này đang ém lại một lần nữa rồi. Đó, nhường một lần nữa cho bun kinh đi. Đó, chơi cứ phải túc tắc anh em ạ, không vội vàng đâu. Thì cách chơi này thì nói thật với anh em là mình cũng đang kiếm được khá nhiều. Anh em có thể xem lại clip, từng clip trên kênh YouTube của mình. Đó, lúc đầu mình có số vốn rất nhỏ thôi, tầm bằng 1-2M, mỗi hôm mình rút ra một chút, mỗi hôm mình rút ra 1-2 triệu, và bây giờ mình đã có số vốn tầm 4 triệu. Đó, 4 triệu thì nó sẽ dễ ok hơn rất nhiều. Rồi ok, mải nói chuyện với anh em thì hiện tại giờ bun kinh thực sự là nó đen, thực sự đen anh em ạ. Đó, thực sự đen. Mình sẽ nhả nốt cái này, nếu mà tay này là ok là mình sẽ vào tiền này. Coi xem kết quả nào, bài lẻ này, bun 5, bài lẻ, rồi ok. Thế thì tay này mình sẽ vào anh em nhé, tay này sẽ vào. Rồi, tay này thì mình sẽ đi mỗi cầu tầm 50k. Đó, anh em cứ áp dụng đúng theo công thức của mình, không nhất thiết phải vội, là có thể là 5-7 vòng cầu hoặc 10 vòng cầu được vào một vòng được, chả sao cả. Nếu mà anh em muốn chiến thắng là anh em phải biết chờ đợi, chứ không nên tham làm cái gì cả. Đấy, làm bắt bun 10, bun 8 rồi, quá này quá đậm luôn anh em ạ. Rồi, quá đậm luôn, lên 6.7 triệu rồi. Rồi anh em, quá tuyệt vời luôn, làm một phát nữa anh em nhé, hay lên rừng thôi. Theo nghĩ mình nghĩ là lên rừng cái này đi, cái này không ổn đâu anh em, không ổn đâu, vì một lần bun 10 này, bun 7, bun 10 này. Đó, và cái này là hơi to, dừng lại một nhịp đã, một hoặc hai nhịp. Đó, vẫn thắng này, công nhận bun kinh này nó đèn quá anh em, đèn. Và anh em hãy nhớ nhá, khi nào mà chơi nó đủ KPI thì mình phải dừng thôi. Giả dụ các bạn đặt khoảng tầm là
4 như của mình là 4M, mình muốn kéo lên khoảng tầm là 8M. Thì trong khi dạy chỉ tiêu của mình lên khoảng tầm là 7M3 thì mình phải nghỉ anh em ạ. Mình phải nghỉ chứ không hơn không ham gì vài đồng anh em ạ. Vì thứ nhất là anh em chơi dài, chơi lâu chứ không phải là anh em chơi một ngày là anh em dừng. Chơi như thế chơi nó khát nước cực kỳ luôn anh em ạ. Đó, mình làm sao mình muốn một cách chơi an toàn cho anh em chứ không phải là cái cách chơi mà chơi hôm nay ngày mai hết tiền. Đấy. Rồi ok, coi này. Bun 7 rồi này. Rồi. Rồi, mày quá anh em ạ, mày quá. Mày quá có gánh lại lỗ mất khoảng tầm 4.200. Mình vẫn tiếp tục đi vào 10.000. Đó, 10.000 thôi. Khả năng tay này bun kinh họ thắng thông suốt anh em ạ. Thắng thông suốt đấy, thắng tầm 4-5 tay đấy. Vì anh em có thể thấy đầu clip tới giờ là bun kinh, tỷ lệ thắng của nó chỉ có 20% thôi, còn tỷ lệ 80% là thua. Đó. Rồi ok, bun 3, bun bun. Rồi ok. Chấp nhận anh em ạ. Mình sẽ dừng luôn anh em ạ. Chơi dãy cầu sau là mình chỉ có thua rồi đấy, mình sẽ thua rồi đấy. Nhưng mà nhẹ nhàng tình cảm mình chốt lời cho anh em khoảng tầm là 6.800.000 thì mình sẽ rút ra khoảng tầm là với 1.800.000 thì để lại 5M. Đó. 888.000. Đó ok. Tuyệt vời. Đó, mỗi hôm lên một tí và để lại rút ra một tí và lên một tí. Đó, rất chi là ok đúng không anh em? Rồi và video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Và đừng quên bấm like, share kênh YouTube để ủng hộ mình nhiều hơn anh em nhé. Bye bye anh em.